Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay, hôm nay cũng là một ngày mùng 1 đầu tháng, thì cửa hàng xin kính chúc toàn thể các bác đang theo dõi kênh cũng như là toàn thể các bác yêu quạt trên mọi miền Tổ quốc một lời chúc sức khỏe và một tháng gặp nhiều may mắn nhất trong công việc cũng như là mọi lĩnh vực thuận lợi. Các bác hôm nay thì em sẽ lên các bác những dòng sản phẩm mà các bác có thể là quan tâm. Hôm nay cũng là một ngày đầu tháng thì em cũng sẽ đưa cho các bác những cái giá mà được khuyến mại gần như là hết mức để các bác có thể sở hữu được. Trước tiên là một chiếc quạt siêu cóc, siêu cóc, hàng cực mới luôn các bác nhé. Một trong những dòng sản phẩm mà được giới chơi quạt cũng như là sự đam mê và sự săn tìm. Đấy, đây là một siêu phẩm luôn, nó gọi là siêu cóc các bác nhé, chóp đầu đạn, logo tất cả là gần như mới kính quang luôn các bác nhé. Chiếc này thì cũng có giá là trên 3 triệu đồng một chút, tức là cái giá này là cái giá đã qua được khuyến mại. Cùng với một chiếc quạt na xoáy cũng rất là mới các bác nhá, rất là mới luôn. Đây là những dòng sản phẩm mà em đấu giá trực tiếp từ Nhật về nên còn rất mới và cũng có giá rất là ưu đãi. Những chiếc này thì thông thường ngày thường thì có thể giá từ 5 triệu 500 đồng cho đến 6 triệu đồng. Đấy, nhưng hôm nay em sẽ gạn hết mức và có thể là chỉ có một tí ti lộc đầu tháng thôi. Bác nào mà hôm nay mà các bác mà nhanh tay mà sở hữu những dòng phẩm trên trên cửa hàng thì alo cho em. Và tiếp theo cũng là một chiếc quạt na vân gỗ. Là vân gỗ cũng rất là đẹp. Và hy vân gỗ là những cái dòng sản phẩm cũng rất là được rất nhiều bác quan tâm, chất gió rất là êm và dịu. Hôm nay thì em có thêm một dòng sản phẩm cao cấp, đó là một trong những dòng la vương miện chân quỳ, dạng chân tháp, chưa gọi là cột tháp chân quỳ nhá, rất là đẳng cấp và gần như là mới cứng luôn các bác nhé, gần như mới cứng luôn, gang sắt các bác nhé. Và một chiếc la dọc dưa thì có giá rất là bình dân, giá ngày thường thì cũng chỉ rơi vào tầm khoảng 2 triệu 2 triệu 2, nhưng hôm nay thì khuyến mại hết cỡ thì còn một tầm khoảng 1 triệu 8. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em thôi, những cái dòng này thì em cũng không để ý lắm vì là thực ra là với những cái dòng bình dân này thì ai cũng có sở hữu được rồi. Hôm nay thì có thêm một chiếc quạt cao cấp nữa, đó là một chiếc quạt Hitachi vân gỗ rất là đẹp nha các bác nhé, cánh xanh rêu. Những cái dòng sản phẩm đẹp này thì em vẫn bán ra với giá từ 7 triệu cho đến 7 triệu 500 nghìn đồng. Đấy. Và hôm nay thì em cũng sẽ khuyến mại kịch tầm cho những cái dòng sản phẩm Hi vân gỗ đẹp này. Các bác thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Đúng là đẹp, tắt điện luôn, đẹp không có một điểm trừ, kể cả đồng hồ, kể cả là logo lồng mè, tất cả các thứ là gần như là mới cứng luôn, gần như là đạt đến 90 trên 90%. Bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác chiếc đầu tiên mà em cho các bác xem để các bác trải nghiệm những cái dòng sản phẩm cao cấp về dòng la chân quỳ này nhé. Giới thiệu với các bác, đây là một dòng sản phẩm gọi là la vương miện mới kính quang với bộ lồng mạ inox mới kính quang luôn, logo mới tinh các bác nhìn nha. Đây là thương hiệu nổi tiếng của người Nhật vì là những cái dòng la vương này nó cần như đứng đầu. Với cái bộ lồng này nó đã đến ngã tất cả các loại khác rồi, nếu như mà với độ mới đẹp như thế này. Con này thì đẹp từ trong ra ngoài luôn, thân thủ mới cứng, thân thủ đồng hồ, tất cả mọi chi tiết của nó gần như mới cứng luôn. Gang sắt các bác nhá, nó là gang sắt.
Dòng này nó rất giống với con la chữ Z, và đây nó là gọi là la chân quỳ các bác nhá, gọi là chân quỳ. Gang sắt không một tí vết, kể cả ốc lốc có sáng choang, bầu đẹp cổ đẹp luôn. Nói chung là con này không, gần như không có điểm trừ nó. Đồng hồ vẫn đẹp nhá. Đây là những cái dòng sản phẩm phích cắm này, phích cắm rời thì em bỏ cái phích ra rồi, nên không cái phích của nó vẫn là zin theo quạt luôn nhá. Đấy. Dây dợ rồi tất cả các thứ của nó là ok hết, và chức năng hoạt động của chiếc này cũng rất là ok luôn. Thực sự là những cái dòng la này ấy, là nó ra đời là rất là lâu đời rồi, nói chung là cũng tầm 6-70 năm rồi, mà nó còn đẹp, giữ được độ đẹp cũng như độ mới của chiếc quạt như thế này là rất là hiếm. Cánh kiếc là đẹp lừ luôn nhá, cánh kiếc chóp trước bên trong đẹp lừ luôn. Đấy, các bác nhé. Đấy. Lồng mè là kể cả là trong ngoài đẹp xuất sắc, đẹp xuất sắc luôn, kể cả bên trong. Đấy. Đây là dành cho những bác mà thực sự đam mê và chơi những quạt Nhật đẹp nhé. Đây lồng sau là lồng si, vẫn còn sáng choang luôn, từng cái lan lồng sáng choang luôn, các bác nhìn. Đấy. Cái dòng này nó dạng lồng của la thì các bác biết rồi, nếu mà cái dạng mà lồng sau của nó thì gần như con nào cũng đẹp, mới đẹp, mới choang luôn. Đây là dành cho những bác mà đam mê và muốn chơi những chiếc quạt mà còn rất là đẹp, rất là mới. Nó gọi là la vương miện chân quỳ, thuộc hệ cột tháp nhá. Rất là đẹp. Những chiếc này là nó là gang sắt, thân gang sắt, đế sắt, đế gang, chân đế sắt, quên, thân gang đế sắt. Rất là ok luôn. Các bác nhìn. Chiếc này thì ngày thông thường thì em bán trên giá trên 7 triệu đồng, tức là tầm khoảng từ 7,5 triệu. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ khuyến mại kịch tầm luôn, với cái giá 6,8 triệu đồng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé. Còn không thì các bác cứ xem thoải mái. Tất nhiên là những dòng sản phẩm này thì các bác chỉ chậm một chút, hỏi đến thì chưa chắc đã còn. Đấy là em nói thật, vì cũng không phải lúc nào cũng có những chiếc quạt đẹp như vậy. Đấy. Và tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác chiếc Hitachi nhé. Hitachi vân gỗ này. Hitachi vân gỗ mà cái dòng số ngủ này, đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ, đầy đủ tính năng này. Kể cả là cánh kiếc mới cứng này, cánh của nó vẫn còn mới cứng luôn. Đấy, cánh mới luôn, logo sáng bóng. Kể cả là lồng mãi lốc này, đẹp mướt mượt luôn. Thân thủ ok nha các bác nhá. Thân thủ của con này thì cũng không phải có điểm trừ nó. Mặt vân gỗ đẹp này. Đấy, đồng hồ hẹn giờ này, đồng hồ cáp này. Tất cả từ thân cột, phần ốp lốc cho đến mặt sàn, thân cổ, thân bầu trắng đều như nhau. Đấy, nói chung là các bác phải phân biệt kể cả độ trắng của nó từ thân bầu cổ rồi là cột là như nhau. Đấy. Con này nút nhấn thu dây. Đấy. Phích cắm vẫn còn ok. Đấy. Nói chung là tất cả con này là có cả số ngủ nhá. Đấy. Thực sự là những dòng phẩm này là em đã đấu giá từ bên Nhật về. Đó là thẻ gang sắt các bác nhá. Đấy, gang sắt, cột sắt, đế sắt rất là ok luôn, cánh kia còn đẹp lừ luôn, cánh con này còn mới, rất mới luôn. Các bác nhìn logo sáng bóng, logo này. Đấy, logo lồng mãi lốc không có, gần như không một tí vết, gần như không có tí vết nhé. Đấy. Chiếc này thì hôm nay em cũng gọi là khuyến mãi kịch sàn luôn, để cho các bác sở hữu được. Bác nào mà mua của buổi ngày hôm nay thì các bác mới mua được, còn nếu ngày thường thì chắc chắn là các bác không thể mua được cái ở cái giá này. Cái giá đúng gần như em nhập vào luôn, để cho các bác về các bác chơi, và cũng là cái ngày đẹp nhất mà đầu tháng. Đấy. Màu vân gỗ đỏ rực các bác nhé. Các bác để trên
trên bộ bàn ghế, như ví dụ như là đồ gỗ này cũng rất là nổi trội luôn. Đấy, trước này thì mã là 681 và em đang bán ra với giá là 4.500.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt La Vân gỗ. Đấy. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác đủ các loại để các bác lựa chọn. Đây là La Vân gỗ, thứ nhất là bộ lồng mạ inox. Và giá trước này thì hôm nay cũng xuống cho các bác kịch sàn với cái giá là 4.500.000 đồng. Ngày thường thì có giá từ 5.000.000 cho đến 5.500.000 đồng. Và có thể lên đến 6 triệu, cũng 7 triệu cũng có. Nhưng mà với hôm nay là một ngày đầu tháng thì em cũng sẽ xuống cho các bác với cái một cái giá khuyến mại kịch sàn, đó là giá 4.500.000 đồng. Mã 682, bác nào mà thiện chí thì chơi những cái dòng này trong ngày hôm nay thì rất là ok, còn những ngày sau thì chắc chắn là các bác không mua được cái giá này. Các bác cứ tham khảo thoải mái trên thị trường những chiếc La Vân gỗ đẹp, mà kể cả từ logo đẹp, mướt lồng đẹp này. Đấy, cánh kia cả lành tít, thân cột. Đấy, rồi là mặt sàn rất là đều đặn nhá. Mặt sàn, đây là mặt này giả vân gỗ này, nhựa giả vân gỗ, mặt này này, vân gỗ này. Đấy. Rất là ok luôn. Đấy, đầy đủ, không gần như là kể cả là nút nhấn thu dây cũng có này. Đấy, cổ kia cái bầu này, đấy, đều tắp tắp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Lồng trước lồng mạ, lồng sau lồng si. Rồi, rất là ok rồi. Nói chung là những chiếc này thì các bác có thể là bác nào cũng có thể sở hữu được với cái giá tầm giá này và ở cái thời điểm này. Còn nếu như mà bình thường những chiếc này thì không bao giờ có cái giá rẻ. Nói thật là các bác là không bao giờ có giá rẻ. Đó, rất là ok luôn. Chiếc này thì em đang bán ra với giá là 4.500.000 đồng nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm thực sự thì chủ động nhấc máy liên hệ với em để lấy cho mình cái dòng sản phẩm mà mình yêu thích nhất. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt la xoáy nha. Quạt la xoáy thì chiếc này nó nặng gần 10 kg nha các bác nhé. Nặng gần 10 kg luôn. Cánh 30, cao của nó là 90. Các bác nhìn chóp mới tinh, cánh xanh ngắt nha. Đấy, chóp mới tinh, cánh xanh ngắt, logo. Đấy, con này là lồng hõm. Đấy, lồng trước của nó là dạng dòng lồng hõm, logo sáng bóng. Đấy, các bác nhìn nhá, thân thủ riêng con này thì quá là đẹp luôn. Để mà nói để mà đẹp này, như cái dòng này thì quạt rất là nặng. Đấy, không biết là nó là một cái dòng mà quá là nặng luôn. Đấy, dòng túp lăng điện này thì những con túp lăng điện thay cáp này thì những con này thì thường thường là 100% là vẫn là bầu nhựa nha, bầu nhựa. Nhưng mà bầu nó cực kỳ chất lượng luôn. Cái loại là này nó còn hơn cả nhựa, cái loại tiên nhựa Tiên Phong của mình, dẫm bẹp không bao giờ vỡ. Dây điện còn mướt mượt luôn, dây điện mềm nhũn nhũn. Đấy. Những con la xoáy mà đẹp như thế này nhá, các bác cứ tìm hiểu đi. Cái cánh của nó tím ngắt. Chóp. Thân thủ con này cũng vậy nhá, thân thủ đẹp nhá. Thân thủ những này, dây dọ là ok rồi. Thân thủ này, các bác nhìn. Thân thủ đẹp. Các bác nhìn. Phím số là rất là ok luôn. Đây là mặt là vật nhũ. Lên là nhìn nó cứ loang loá này, đấy, mặt nhũ. Đây là đồng hồ. Con này có cả đồng hồ hẹn giờ này nhá. Đấy, đồng hồ hẹn giờ này, túp lăng điện này. Đấy, các bác cứ tìm hiểu đi, kể cả chân của nó cũng hầm hố hơn tất cả các dòng khác, đẹp từ trước đến sau luôn. Đấy, tuổi đời thì cũng rất là cao, mà nói chung là để mà phân biệt và cái độ giá trị thực tế của những chiếc quạt này thì các bác chơi thì các bác biết đây là cái dòng la xoáy nhá. La xoáy này nó sẽ ra đời cùng với dòng la cánh nhén. La cánh nhén là y chang con này luôn. Thân với là tất cả mọi tính năng là giống y chang con này thôi. Kể cả là nó gần như nó khác nhau, chỉ có một là tí logo và cái phần cánh thôi. Còn giống y hệt đấy các bác nhé. Đấy, những con la xoáy này thường thường là ngày thông thường là em bán từ giá từ 6 triệu cho đến 6.500.000 đồng. Đấy. Hôm nay thì cũng là một ngày khuyến mại kịch sàn để các bác mua được. Đây các bác, kể cả là lồng mèo của nó còn rất là đẹp, nước sơn đẹp luôn nhé.
Đấy, con này rất là đều quạt và đẹp, độ đẹp. Đấy. Mã con này là 683 và em đang bán với cái giá 5 triệu đồng. Bác nào mà thực sự muốn chơi dòng loa xoáy đẹp có đồng hồ thì alo cho em nhé. Đấy. Bác nào mà muốn muốn sở hữu những cái dòng đẹp này thì alo cho em. Tiếp theo thì em phải lên cho các bác một chiếc quạt gọi là cốc này, để dành cho những giới chơi chơi quạt cũng như là những bác mà lại hay chơi đồ âm thanh ấy. Nhất là những bác mà chơi đồ nhà đã có đồ âm thanh, đồ cổ. Đồ cổ thì là với dòng này rất thích hợp này, phích cắm này và có công tắc tắt bật nhá. Các bác nhìn nó mới, độ mới của nó ấy. Logo mới cứng quang luôn, mới cứng luôn, cánh mới tinh. Đấy, những chiếc quạt này là còn dòng cũng là một dòng những quạt cổ để chơi, để mang tính chất sưu tầm và tính chất của nó khác hoàn toàn. Các bác nhìn chóp mới tinh, chóp đầu đạn mới cứng cựa này, các bác nhìn nhá. Cái logo này mới mức độ này cơ mà, các bác nhìn nhá. Nếu mà các bác mà giới chơi quạt ấy, mà các bác mà muốn sở hữu nó, cái phần cái trục xoay của nó lốc này. Đấy. Chỉ số của nó đều nằm ở trên đây, tem đồng đây. Các bác nhìn nhá, đây là tem đồng nhá. Đấy, tem đồng này. Đấy. Nó cũng là những dòng quạt cổ và ra đời rất là lâu đời rồi. Đấy. Con này là tem đồng. Đấy. Những chiếc quạt này ấy, mà các bác mà ở dưới mà chơi chơi đồ cổ này, này chơi đồ cổ này, đấy, chơi âm thanh này, nghe nhạc này, để trưng bày này, rất là tuyệt vời nhá các bác nhá, rất là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì cũng rất là hợp lý. Những chiếc này thì thông thường thì có giá từ 3.500.000 cho đến 4 triệu đồng, và có những chiếc có thể lên đến 6-7 triệu đồng. Đấy, không phải là riêng nhà một mình nhà em bán đâu, và rất nhiều cửa hàng họ cũng đã có bán rồi, nhưng cái giá em lắm gần như là rõ ràng luôn. Đấy, nên là những bác mà thực sự muốn chơi những cái dòng đẹp này thì là chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Đây là các bác có về, các bác để trên đôn, trên kệ, trên loa để âm thanh. Đấy, đúng là một giới chơi quạt đẳng cấp. Trước này em đang bán ra với giá là 3.100.000 đồng cho mã số 684 này nhá. 3.100.000 đồng. Và có con số lẻ để cho nó đẹp. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác một chiếc quạt na dọc dưa. Đây là chiếc na dọc dưa, vì sao hôm nay em vẫn lên? Vì là một cái ngày khuyến mại thì em sẽ lên cho các bác từ dòng rẻ nhất, thấp nhất cho đến cao nhất cũng có, để các bác có bác muốn mua những hàng vừa tầm với cái túi tiền của mình thì em vẫn lên. La dòng dưa thì nó vẫn là thương hiệu, mà nói thật thực sự là để cho đến bây giờ thì những dòng mà để công long làm mát thì nó vẫn là những dòng La Tiona dọc dưa, rất chất lượng và chất gió và độ bền bỉ cao cho các bác sử dụng. Nó cũng không phải là hàng sưu tầm để chơi, mà nó chỉ là chủ yếu là quạt phe phẩy với cái mùa vừa vừa này, chứ mùa này thì thực ra nóng cũng không phải nóng, lạnh cũng không phải lạnh, nhưng vẫn phải sử dụng bằng quạt bền bỉ, chạy bền bỉ theo thời gian. Thân đế mặt sàn này cực kỳ là ok luôn, cổ kiếc này. Đấy, thân bầu là em bao luôn lành lặn, không bể vỡ các bác nhá. Đấy, tất cả của nó là rất là chuẩn chỉ luôn. Với những chiếc la dọc dưa này, mùa hè thì không có để mà bán. Thực sự là nếu mà cách đây 1-2 tháng thì không có hàng để mà bán. Đấy. Thôi thi thoảng thì về được một chiếc thì cứ lên, bác nào ưng thì các bác mua thôi. Còn nói thực ra là những cái dòng sản phẩm này nó rất là giá trị, tức là không những mùa, bất kể mùa nào, vì cái dòng này nó gần như là phổ thông. Đấy. Giá cũng là hợp lý. Thông thường thì em bán từ giá từ 2 triệu đến 2 triệu 200.000 đồng. Nhưng hôm nay thì khuyến mại kịch dàn cho các bác là với giá là 1 triệu 800.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu thì alo cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên các bác một chiếc quạt Hy Vân gỗ. Hy Vân gỗ này các bác nhá. Hy Vân gỗ thì rất nhiều bác thích, rất nhiều bác muốn chơi. Vì nó thứ nhất là làm sao Hy Vân gỗ này nó lại có tính chất
đẹp, cánh xanh rêu, con này cũng rất là đẹp, như con hôm xưa bán 7.500.000 đồng. Đấy, còn những cái dòng đẹp như thế này thì thông thường là giá từ 7.000.000 đến 7.500.000 đồng. Đấy, và hôm nay thì cũng rất là khuyến mại cho các bác để những cái giá mà gần như là giá nhập vào thôi, để các bác chơi được thôi. Còn nếu như mà nét căng ra thì là cũng nhiều bác cũng không sở hữu được. Thân thủ này, mặt sàn này rất là ok luôn nhé, mặt sàn rất là ok. Tất nhiên là tất cả những dòng phẩm này đều qua sử dụng rồi các bác nhé, nhưng mà miễn làm sao mà họ giữ này cái độ đẹp này, không bể vỡ này, không dập nát này, và độ kể cả là từ thân cột này và mọi chi tiết như đồng hồ này vẫn sáng soang này, phím số này ok này, phần ốp lốc này sáng choang này, thân cột đẹp, cánh đẹp và lanh lặn nhé. Đấy, cánh đẹp, xanh rêu, thân bầu đẹp, cổ đẹp này. Con này các bác nhìn nhé, đều tăm tắp một màu từ trên dưới nhé. Riêng kiếm được những dòng sản phẩm mà đồng màu như này cực kỳ là hiếm nhé. Đấy, ốc của nó vẫn còn sáng này, các bác nhìn nhé. Bầu này, cổ này, thân này, đồng màu luôn. Đấy, nói chung là kiếm được, còn những chiếc mà đồng màu đồng bộ như này hiếm, cực ít luôn. Cánh kiếc lành tít, thân thủ bầu biếc, trắng lõn trắng là luôn. Đó, lồng mè, lồng trước là lồng mạ mà lồng sau là lồng si, con này khá là ok. Nói chung là các bác mà muốn sở hữu cho mình thì chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Chơi đã gọi là chơi đam mê thì nó phải biết được cái giá trị thực tế của nó, còn nếu mà mới tập chơi thì mua những chiếc rẻ thôi để mà chơi dần dần nó sẽ nâng cấp dần lên mới hiểu được, nên nó khó lắm. Bây giờ báo có những chiếc lên vài chục triệu thì cũng nhiều khi các bác cũng nghĩ là nó đắt, nhưng mà thực ra nó cũng khó, vì là phải tùy với những người chơi, kể cả bên Nhật vậy thôi. Và các bác nhìn đây là một cặp đôi song sinh mà em nói giới thiệu với các bác là một cặp đôi song sinh này thì mỗi một clip em chỉ nhắc thôi, còn đâu đố các bác bây giờ kiếm ở đâu ra được một cặp đôi song sinh hoàn hảo đến mức độ là gần như 95%, hoàn hảo lên đến 95% nhé, đều tăm tắp. Đấy, và gần như không có độ lệch nhau, kể cả là lồng, kể cả logo, kể cả độ mới trên thân con quạt nhá, thân chân đây các bác nhìn nhá, rất là ok luôn, và nó đều giống nhau y chang luôn, không khác nhau một tí nào luôn, không khác nhau một tí nào luôn, kể cả từ tem mác mới như nhau nhá, tem mác mới như nhau các bác nhá, thân đế như nhau. Nếu mà một cặp đôi này nếu bình thường để các bác không bao giờ phát hiện được là chiếc nào với chiếc nào, vì hai chiếc này nó giống nhau y chang, không khác nhau một tí nào, đúng là một cặp song sinh. Đấy, một cặp song sinh. Với cặp đôi này thì em muốn bán cho bác nào mà muốn sở hữu cả đôi cơ, chứ còn nữa thực ra mua đi mất một chiếc là nó sẽ cọc cạch, đâm ra nó mất cái giá trị thực tế mà để mà sưu tầm được một cặp đôi giống nhau đến mức độ và độ đẹp không khác nhau nhé, độ đẹp gần như là xuất sắc như nhau luôn. Đấy, từ thân chân cho đến mọi thứ. Đấy, lồng mè rồi là cánh, cặp đôi này là cặp đôi Sanier có nhá, cặp đôi Sanier. Đấy, cánh 35, cao 1m35, có chiều cao khoảng 1m35. Đấy, bác nào mà muốn sở hữu được cả cặp đôi này, với cặp đôi này thì các bác chủ động liên hệ giá với em nhé, vì là cặp đôi này thông thường là em bán giá từ 13 triệu cho đến 13.500.000 đồng. Đấy, là một chiếc. Bác nào mà muốn sở hữu được cả đôi thì em sẽ có giá ưu đãi cho các bác. Đấy, bác nào quan tâm đến bất kể một
Chiếc nào thì alo cho em nhé. Trên clip này thì em chỉ nhắc qua thôi. Còn các bác muốn thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho. Bác nào mà quan tâm đến bất kể một dòng sản phẩm nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0975067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.